Kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý học viên tham dự trực tiếp cũng như là tham dự online trong lớp cao đẳng Phật học Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc, môn học Kinh Tăng Nhất A Hàm. Hôm nay quý vị khỏe không ạ? Dạ, Hoàng Hiếu khỏe. Tất cả quý vị có kinh hết rồi phải không? Hôm nay thì chúng ta sẽ học cái phẩm Quảng Diễn. Thì sở dĩ mà vì sao là chúng ta không có học cái phẩm thứ hai, đó là phẩm thập niệm á, là bởi vì đó là cái phẩm Quảng Diễn này là sẽ nói rộng ra cái phẩm mà thập niệm là cái phẩm thứ hai. Bởi vì cái phẩm thập niệm á thì chỉ có nói ngắn gọn, cái phẩm hai này đó là nói rộng thêm ra, cho nên là mình học luôn cái phẩm vô cái phẩm thứ ba này. Dạ, trang 42 ạ. Dạ. Ở trong thập niệm đó là Đức Phật dạy là có một pháp mà đưa đến Niết Bàn, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Tịch Tỉnh, niệm Hơi Thở, niệm Thân và niệm Sự Chết. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái phẩm đầu Quảng Diễn, cái kinh số 1, đó là nói về pháp niệm Phật. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Về. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, cái chỗ này thì mình không có tìm hiểu thêm ha, chỗ này hầu như là quý vị nào cũng biết rồi. Hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành một pháp rồi, liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn, các điều thiện đủ cả, được vị cam lồ, đến chỗ vô vi, liền được thần thông, trừ các loạn tưởng, được quả sa môn, từ đến niết bàn. Một pháp ấy là gì? Đó là niệm Phật. Chỗ này có một vài chỗ cần giải thích để cho quý vị hiểu cái chỗ này. Tức là Đức Phật cái thời của Đức Thế Tôn đó thì có rất là nhiều những cái hạng đệ tử khác nhau, có đệ tử tỳ kheo, có đệ tử tại gia. Mà trong cái hàng ngũ những cái người mà tại gia đó thì chúng ta biết là xã hội Ấn Độ đó thì cũng có bốn cái tầng lớp, bốn cái giai cấp, đó là Sát Đế Lợi, là Bà La Môn, là Phệ Xá, là Thủ Đà La. Tức là có cả những cái người mà làm việc chính trị, có cả những cái người thuộc tầng lớp tôn giáo, có cả những cái người mà thuộc là tầng lớp là thương buôn, là mình tạm gọi là tư sản, thì tư sản như bây giờ. Cũng có những cái người mà
chân lắm tay buồn, đó là thủ Đà La, những cái tầng lớp mà nô lệ. Thì và ngay cả như là những cái người vị mà tỳ kheo trẻ đi xuất gia, những cái người mà mới vừa đến đạo đó, thì để mà hướng dẫn mà tu tập những cái phương pháp mà thiền đó thì rất là khó cho những cái vị này mới là sơ cơ. Do đó rằng á, là những cái điều mà Đức Phật ngài hướng dẫn đó là đầu tiên là một trong cái thập niệm này là chính là cái phương pháp mà đầu tiên Đức Phật hướng dẫn cho những cái người đó. Và thứ hai nữa là những cái người mà cư sĩ khi mà đến thọ bát quan trai giới rồi đó thì về nhà tu tập thì tu tập cái gì? Cho nên rằng á, là Đức Phật ngài hướng dẫn cho những cái phương pháp này để mà về nhà mà có cái phương pháp để mà tu tập. Mà chúng ta biết đó, cái xã hội của Ấn Độ ngày xưa, cái giai đoạn đó đó, thì bây giờ đó, mình so với bây giờ, mình còn có cái thời gian để mà mình đi chùa, mình có cái thời gian để mà mình tu tập, mình học hỏi. Chứ còn cái thời đó, những cái người mà thuộc cái tầng lớp mà thủ Đà La, tức là những cái tầng lớp mà chân lắm tay buồn đó, thì người ta làm quằn quật cả ngày, đôi khi là cả tuần nữa. Bây giờ ví dụ như mình làm, có thể rằng mình sản xuất, mình lao động, đối với những cái người nông dân đó thì người ta làm một vài tháng là người ta có thể ăn cả năm được, phải không ạ? Nhưng mà cái thời đó đó, cái điều kiện, cái khoa học kỹ thuật, những cái phương tiện để mà phát triển lúc đó đó thì nó chưa có. Do đó rằng á, là dường như là phải làm lùng là từ ngày này qua tháng nọ, ít có cái thời gian mà đến học hỏi giáo pháp, ít có cái thời gian để mà đến mà tu tập, tham gia giống như là những cái đạo tràng giống như bây giờ của chúng ta. Thế nên là khi mà đến thọ giới bát quan trai rồi, nhận giới rồi đó, thì về nhà là tu tập như thế nào thì Đức Phật ngài mới giới thiệu, nhưng mà hướng dẫn những cái phương pháp này. Và ngay cả những cái vị mà tỳ kheo, những người mà xuất gia mới sơ cơ vào bên trong đạo đó thì chưa thể nào mà tu tập những cái đề mục mà thiền định được, thì Đức Phật ngài giới thiệu những cái phương pháp này. Thì chúng ta có cái mà thập niệm, tức là cái 10 cái phương pháp mà niệm. Ngài dạy rằng là hãy tu hành một pháp, hãy quảng bá một pháp. Đã tu hành một pháp rồi liền có danh dự, thành tựu quả báo lớn. Tức là khi mà tu hành cái pháp này đó sẽ có được một cái kết quả rất là lớn, mà cái kết quả này đó là hướng đến giải thoát và giác ngộ, chứ không phải là cái kết quả này nó hướng đến trong cái vấn đề là thành tựu cái phước báo trong sanh tử luân hồi. Có điều thiện đủ cả, tức là đầy đủ được cái điều thiện, điều lành trên cái con đường mà hướng đến giải thoát và giác ngộ, chứ cũng không phải là có đủ cái điều thiện mà điều lành mà có được sanh được cái cảnh giới tốt đẹp, hay là tức là mình có được cái điều kiện mà lục căn lục trần tốt đẹp ở trong cái vấn đề sanh tử. Cái chỗ này là mình lưu ý chỗ này chút. Được vị cam lồ, cái chữ cam lồ đây đó, thông thường đó thì theo cái chỗ này đó là tại vì là nó ảnh hưởng của văn hóa người Trung Hoa. Bởi vì là khi mà dịch cái chữ này đó thì đất nước Trung Hoa không có cái chữ nào mà có cái chữ này thì nó hơi nghĩa hơi tương đương, cho nên là dùng cái chữ này. Chữ cam lồ đó, cam có nghĩa là ngọt, lồ là có nghĩa là xương, là giọt xương, giọt nước. Thì quý vị nhớ là ngày xưa đó, những cái người mà người ta tu tiên muốn mà trường sanh bất lão đó thì người ta chế thuốc, mà muốn chế thuốc đó thì phải có nước, mà không lấy nước ở đâu, không có lấy nước mà sinh hoạt bình thường, không từ sông từ suối, mà phải lấy nước từ trời. Tức là người ta xây một cái đài rất là cao, người ta cho một cái mâm đồng để ở trên đó, ta hứng những cái giọt mà giọt xương ở trong ban đêm đó, thì người ta lấy cái nước đó, đó là người ta luyện thuốc mà trường sanh bất lão. Rồi ngày xưa mình nhớ là ở Việt Nam, những cái người mà ta thưởng thức trà đó thì người ta cũng phải thức hôm thức đêm ta làm cái điều này, tức là lấy trà gói trong cái giấy rồi đặt ở trong cái hoa sen để cho nó ngậm cái xương, mà khi mà buổi tối đó mà xương nó rơi xuống đó thì nó ướt ở trong cái hoa sen đó, rồi nó vừa là ướt đẫm cái mùi của
cái hoa sen nó tỏa ra, mà vừa là được ngậm cái nước mà nước trời, tức là cái nước mà sương nó xuống như vậy đó, thì cái trà đó đó nó mới thơm, nó ngon. Cái cam lồ của Đức Phật ở đây đó, ở trong Phật giáo của chúng ta không có mang ý nghĩa chỗ đó. Cái cam lồ ở đây tức là cái vị giải thoát, là cái sự ngon ngọt từ cái vị giải thoát, chứ không phải là cái ngon ngọt từ cái việc là nó hướng đến cái việc là trường sanh bất lão. Mà quý vị thấy rằng cái chỗ này nó khác biệt giữa cái văn hóa Trung Hoa với lại cái văn hóa của Ấn Độ. Đối với lại Trung Hoa đó thì người ta không có cái chuyện là bất tử, mà đối với lại cái văn hóa của Ấn Độ đó, là nó có cái khái niệm của bất tử. Ở Trung Hoa đó, người ta tu tiên, người ta luyện đơn, người ta có cái phương pháp là kéo dài cái sự sống, là hướng đến cái việc là làm sao mà cho là trẻ mãi không già, chứ không có hướng đến cái tư tưởng là không có hướng đến cái việc là bất tử. Nhưng mà đối với lại cái người Ấn Độ đó thì cái trong cái tư duy, trong cái suy nghĩ của họ đó, là cái con đường người ta đi đó làm sao mà hướng đến cái việc là không chết. Mà cái khái niệm mà niết bàn của chúng ta đó là vô sanh, quý vị có nhớ này không, là cái chỗ mà Đức Phật ngài hướng đến đó là được cái vị cam lồ này, tức là hướng đến cái quả vị vô sanh. Cái vô sanh ở đây đó nó khác với cái việc là không già không chết. Cái việc vô sanh ở đây nó chính là bất sanh bất diệt, tức là ra khỏi tam giới, ra khỏi luân hồi sanh tử. Mình là giải thích từ ngữ chút để cho quý vị có cái sự mường tượng ha. Đến chỗ vô vi. Cái chữ vô vi này nó cũng là ảnh hưởng của cái, tức là bây giờ mình phải thừa nhận rằng á, là có những cái việc mà khi mà mình phiên dịch kinh điển đó thì không thể nào mà có một cái từ ngữ mà nó tương đương 100% cái nội hàm của Đức Phật muốn nói, mà có những cái từ bắt buộc mình phải dùng những cái từ như thế này, bởi vì nó quen với lại cái văn hóa, nó quen với lại những cái người mà sống trong cái thời đại đó, cho nên là những cái từ bắt buộc mình phải dùng. Nhưng mà cái nội hàm ý nghĩa đó nó hoàn toàn khác biệt. Và cái ví dụ như khi mà mình dịch về cái chữ mà dukkha là cái chữ khổ của trong Phật giáo á, thì cái chữ khổ đó, cái nghĩa của thông thường của thế gian đó thì nó nghĩa là đắng, có nghĩa là khó chịu thôi. Nhưng mà trong Phật giáo của chúng ta cái chữ dukkha đó, đó nó nghĩa nó rộng dữ lắm, cho nên rằng á, là bây giờ mà không dùng cái chữ khổ đó thì không biết là dùng cái từ nào để mà tương đương được với là cái chữ dukkha. Quý vị có hiểu ý chỗ này không? Do nên rằng là bắt buộc mình phải dùng cái chữ đó. Nhưng mà cái nội hàm của chữ khổ ở trong Phật giáo nó khác xa với là cái chữ khổ ở trong cái quan niệm của thế gian, ở trong cái cách nhìn nhận của người Trung Hoa hoặc là những cái quốc gia khác. Nó không có mang cái nghĩa là khổ của thông thường, là khổ đối nghĩa với lại hạnh phúc. Khổ là khổ đau, là cay đắng, là thế này là thế kia. Nó khổ nó rộng lớn lắm, tức là nó bao hàm cả cái chữ khổ đó, và nó bao hàm cả luôn cái chữ hạnh phúc, và nó mang một cái nghĩa thứ ba nữa, đó là hành khổ nữa. Thành ra rằng á, là bây giờ không dùng cái chữ khổ đó thì nó rất là khó. Cho nên là ở trong cái người ta dịch cái chữ dukkha ở trong mà tiếng Anh đó thì người ta hay dùng chữ suffer hoặc là suffering á. Nhưng mà những cái người mà sau này đó, người ta không dùng những cái chữ này, mà người ta để nguyên cái chữ Pali luôn, là chữ dukkha luôn. Bởi vì cái chữ suffer đó đó nó không có chuyển tải hết được cái nghĩa cái chữ dukkha, cho nên rằng á, là người ta dùng luôn cái chữ dukkha luôn, cũng giống như là chữ Buddha. Thì không có cái từ nào mà trong tiếng Anh mà có thể chuyển tải hết được là cái nghĩa của chữ Buddha, cho nên rằng là tiếng Anh người ta dùng luôn chữ Buddha, và người ta giải thích là ý nghĩa chữ Buddha đó là như thế nào. Thì quý vị hiểu chỗ này là như thế ha. Thì cái vô vi đó ở trong đạo Phật á là cái gì không sanh không diệt thì nó mới là vô vi. Mình có ở trong Phật giáo của chúng ta có hai cái khái niệm ha, là pháp hữu vi và pháp vô vi. Quý vị nghe cái chữ này chưa? Mình nghe hoài cái chữ hữu vi và vô vi này phải không ạ? Nhưng mà đôi khi mình không có hiểu hữu vi là sao và vô vi là sao. Hữu vi là có sanh không diệt. Hữu vi á là cái pháp mà
có sanh có diệt, tức là cái pháp đó tồn tại là do nhiều duyên mà hợp thành, thì gọi đó là pháp hữu vi. Còn vô vi đó là không sanh không diệt, tức là cái chỗ này đang chỉ đến cho cái niết bàn của Phật, của A La Hán, cho nên gọi là vô vi. Cho nên mới nói rằng là có một pháp mà đưa đến chỗ vô vi, liền được thần thông. Cái chỗ thần thông này cũng phải giải thích chút nữa. Cái thần thông ở đây á, không có phải rằng á, là biến hóa, là làm thế này là thế kia, tức là trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, không có phải là từ một hình mà biến thành nhiều hình. Cái chữ thần thông đó thông thường đó là mang ý nghĩa đó, nhưng mà cái chữ thần thông ở chỗ này đó là chỗ này là dịch là thắng trí, tức là cái trí tuệ này biết được cái bản chất, biết được cái đâu là thiện, đâu là bất thiện, đâu là cái pháp nên làm, đâu là pháp không nên làm. Đó. Bởi vì đó, cái thần thông quý vị thấy là ngay cả như là bây giờ ha, hồi xưa mà cái việc mà mình nói ở đây mà ở xa nghe đâu có được. Nhưng mà bây giờ đó, ngay cả như cái việc mà thần thông mình hiểu theo nghĩa bình thường đó, thì những nhà khoa học bây giờ người ta vẫn hiểu được cái bản chất của những cái sự ấy đó đó, người ta có thể làm được. Ví dụ như là bây giờ mình có cái telephone, mình gọi điện, cái tin tức ở đây mà mình gọi điện, mình có thể kết nối, mình nói chuyện tới cả Việt Nam có thể nghe được. Rồi cái việc là mình ở đây, mình bỏ ra 800, 900 đô, 1000 đô, mình có thể mua vé, mình bay về Việt Nam được. Cái khoảng cách địa lý rất là xa, nhưng mà trong cái thời gian ngắn mình có thể đạt đến được. Một cái cục sắt mà quý vị tưởng tượng rằng nó nặng mấy chục tấn mà nó có thể bay được ở trên bầu trời, thì nó là thần thông. Tức là hiểu được cái bản chất của những cái sự, cái vật mà có những cái nguyên lý, có những cái nguyên tắc mà nó có thể hoạt động được, thì nó gọi là thần thông. Còn đối với lại đạo Phật của chúng ta, rất là cũng hiểu được bản chất, nhưng mà bản chất đây là bản chất của sanh tử, bản chất của đau khổ, bản chất của các tướng, mà hướng đến cái việc là giải thoát khổ đau. Cho nên cái chữ thần thông ở đây là nhắm đến cái điều đó. Chứ còn thần thông của trong đạo Phật á, không có hướng đến cái việc là biến hóa thế này, biến hóa thế kia. Quý vị có nhớ cái hôm trước Hoàng Hiếu có kể một cái mẫu chuyện, tức là có một cái vị người ta tu luyện để mà đạt được cái thần thông đó, thì người ta đến, người ta có thể bay từ bờ này xong qua bên kia xong, thì một hôm mới gặp Đức Thích Tôn. Thì Đức Thích, cái người đó mới hỏi rằng là Đức Phật có biết thần thông hay không, thì Đức Phật mới nói rằng là ta biết. Ông mới trình diễn là ông bay từ bên này xong, ông bay qua bên kia xong, thì Đức Phật mới hỏi rằng là tu luyện như vậy đó là bao nhiêu năm rồi. Thì cái người nó mới nói là dành ra 20 năm mới làm được cái điều này. Thì Đức Phật mới nói rằng á, ta chỉ cần bỏ ra vài đồng là có thể nhờ một người đưa ta từ bên này xong qua bên kia xong được. Cái việc mà tu tập của trong Phật giáo của chúng ta là không có hướng đến những cái điều này. Hoàng Hiếu có nói rằng ngay cả mình niệm Phật, mình tu thiền, mình có thể có được những cái, gặt hái được những cái điều này là nó đi theo. Nhưng mà cái này không phải là cái đích đến của Phật giáo của chúng ta. Cái việc mà mình niệm Phật, mình thấy những cái quang tướng, mình thấy những cái điềm lành nó xuất hiện ở trong cái lúc mà mình niệm Phật á, cái điều đó nó không có quan trọng. Cái quan trọng nhất á là trong tâm của mình lúc mà mình niệm Phật, mình tu hành đó, mình giải quyết được bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái khổ đau ở trong con người mình, cái đó mới là cái đích đến của Phật giáo của chúng ta. Cái này mình không để ý đó, mình dễ bị đắm nhiễm vào cái này. Khi mà một người đó, mà cái điều này nó rất là bình thường, mà ngay cả những cái người mà người ta tu tập theo cái truyền thống của bên ngoài, người ta vẫn làm được những cái điều này. Những cái người mà chứng sơ thiền, những cái người mà có khả năng thiền định đó, những cái điều mà biến hóa, những cái điều mà chui dưới nước, những cái điều mà đi ở trên mặt nước, những cái điều mà có thể chui dưới lòng đất được, những cái người đó có thể làm được. Không phải chỉ có những cái người tu sĩ Phật giáo mới có thể làm được những cái điều này. Bởi vì đó là những cái người mà người ta có cái khả năng mà định tâm rồi đó, thì những cái việc người ta làm, cái người mà loạn tâm như chúng ta không thể nào mà có thể nghĩ ra được. Quý vị có hiểu ý chỗ này không? Cho nên rằng là cái tu tập của Phật giáo của chúng ta là hướng đến cái việc là giải thoát giác ngộ, tức là cái việc chuyển hóa khổ đau, chuyển hóa phiền não,
chứ không nhắm đến cái việc là thần thông thị hiện ở chỗ này. Cho nên là chính cái điều này mà Đức Phật Ngài vỡ, Ngài không cho những cái vị tỳ kheo, dù rằng là có khả năng nhưng mà biểu hiện ra bên ngoài. Khi mà mình, cái này là một trong những cái điều mà chính yếu khi mà mình, quý vị trong cái con đường tu tập đó, đôi khi đó mình có được một chút cái khả năng rồi đó, mình thấy ồ sao mà hay quá, mình đặc biệt hơn những người khác quá, mình tưởng rằng đó mình là ngon, mình tưởng rằng là ta đây là thứ dữ rồi, nhưng mà thực chất ra đó cái đó không là gì cả so với lại cái tiến trình mà tu tập của Đức Phật cả. Những cả những cái điều đó ngoài đạo người ta vẫn có thể làm được. À, cái Phật giáo của chúng ta là hướng đến cái việc là giải thoát giác ngộ. Quý vị thấy là có một số người, người ta sợ dĩ mà vì sao người ta tu tập mà ta bị tẩu, gọi là tẩu quả nhập ma, người ta bị điên loạn đó, là tại vì người ta hướng đến những cái điều này. Và thứ hai nữa đó, có một số người khi mà có khả năng rồi đó, dễ bị dính vào cái vấn đề danh lợi là như thế. Đó là cái lý do mà Đức Phật Ngài nghiêm cấm các vị tỳ kheo mà có mà biểu hiện những cái này. Và ngay cả vấn đề mà tự nói rằng là chứng đắc A-la-hán, Đức Phật còn gọi đó là đại văn ngữ nữa. Quý vị thấy cái trong kinh điển Đức Phật dạy không? Cho nên rằng là cái này mình đi cái chữ thần thông mà mình hiểu theo cái nghĩa bình thường đó thì mình dễ bị lạc hướng. Nhờ cái nhìn nhận của Đức Phật thì nó khác cái chỗ này. Trừ các loạn tưởng được quả sa môn từ đến niết bàn, tức là đây là những cái pháp mà hướng dẫn những cái bước đầu tiên đi đến cái tứ quả sa môn, tức là chứng thánh, tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Vật bảo các tỳ kheo, thế nào là tu hành niệm Phật liền có danh dự thành tựu và báo lớn. Các điều quý vị thấy là một trong những cái đặc điểm của cái kinh tạng a hàm mà Hoàng Hiếu nói bữa đó, là cái đoạn trên nói rồi đoạn dưới chỉ có thay đổi một vài cái ý ấy lại là lặp lại y như là cái đoạn trên. Đó là cái điều mà đặc điểm của cái kinh tạng Nikaya hoặc là kinh a hàm thì lặp lại y như cái đoạn trên đó. Thì bây giờ các cái tỳ kheo mới nói với là bạch Đức Thế Tôn rằng là gốc rễ của pháp do Thế Tôn nói, là cái chữ này đang giải thích cho cái chữ là mà tối nào chúng ta cũng tụng trước khi mà vô tụng kinh Pháp Vương Vô Thường Tôn. Quý vị nhớ cái chữ này không? Đây là cái chữ Pháp Vương hay là Pháp Chủ, tức là Đức Phật là vua thuyết pháp. Pháp mà được nói ra là từ miệng của Đức Phật. Bây giờ mình tu tập, mình làm theo cái con đường mà hướng đến giải thoát giác ngộ, là mình đang đi theo cái con đường mà do Đức Thế Tôn nói ra. Nguyện xin Thế Tôn, vì các tỳ kheo nói diệu nghĩa này, các tỳ kheo sau khi nghe từ Như Lai rồi sẽ thọ trì. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ phân biệt rộng rãi cho các ngươi. Các tỳ kheo bạch rằng: kính vâng bạch Thế Tôn. Sau khi các tỳ kheo thọ giáo rồi, Thế Tôn bảo rằng: tỳ kheo chánh thân chánh ý, ngồi bắt tréo chân, buộc niệm ở trước, chuyên tinh niệm Phật, không có niệm tưởng nào khác. Cái chỗ này đó là Đức Phật dạy là khi đối với là những cái vị mà tỳ kheo mới hoặc là những cái vị mà thọ bát quan trai rồi đó, thì về nhà là dành cái thời gian của cái ngày mà tu tập đó đó, là không có làm những cái việc mà nào khác, ngồi xuống cái chỗ này nè, chánh thân chánh ý, tức là chánh là ngay thẳng, chánh thân tức là ngồi cho nó đoan nghiêm, ngồi bắt chéo chân, buộc niệm ở trước, tức là lúc này đang nói tới cái vấn đề là chánh niệm tỉnh giác, không có suy nghĩ lung tăng nữa. Bình thường đó là mình còn suy nghĩ điều này điều kia, mình lo lắng điều này điều kia, nhưng mà khi mà tu tập á, mình thọ giới bát quan trai rồi hoặc là những cái vị tỳ kheo mà mới xuất gia đó, thì về phải thực tập cái vấn đề là chánh niệm tỉnh giác, là ngay lúc này phải là chuyên tinh tu tập, không có niệm tưởng nào khác. Quán hình của Như Lai, cái này là
Cái điều này ở trong cái bản Pali không có, mà cái này trong Hán Tạng, tức là cái kinh Văn A Hàm mới có. Là bởi vì đó, theo chúng ta được biết đó, là vào cái thời của Đức Phật đó, không có hình tượng của Đức Phật, phải không ạ? Đến hình tượng của Đức Phật đó, là mãi đến sau này thì mới có cái hình tượng của Đức Phật. Còn cái thời của Đức Phật đó, là không có cái hình tượng. Mà Hoàng Hiếu nghĩ rằng cái này đó có thể rằng là một người mà đã đến đảnh lễ gặp được Đức Phật đó, thì biết được là cái tôn dung của Đức Phật nó trang nghiêm như thế nào, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhìn thấy được cái tôn dung đó như thế nào, thì khi mà về tu tập đó thì quán tưởng cái hình ảnh này. Chứ còn mà nói rằng là quán tưởng hình ảnh mà sau này theo cái sự hướng dẫn sau này đó là có một cái hình ảnh của Đức Phật hiện diện ở trước mắt đó, thì thời của Đức Phật đó là chưa có cái điều này. Thầy Hiếu nói tức là có vị vua U Điền ở trong cái đó đó, là cái thuyết của Phật, của những cái người sau này đó, thì người ta có ra một cái giả thuyết nói rằng là cái vị vua U Điền, tức là vua Udina, thì vị vua này đó là trong cái thời của Đức Phật, vua này trong cái thời gian mà Đức Thế Tôn ngài lên cung trời để mà thuyết pháp đó, thì cái vị vua này rất là nhớ thương cái hình ảnh của Đức Thế Tôn. Do đó là vị vua mới sai một người, nhờ một người là làm cái hình ảnh mà giống như là cái hình ảnh của Đức Thế Tôn lúc đó. Thì đó là một trong những cái giả thuyết mà người ta đưa ấy ra. Thành ra là thật sự ra đó thì cái nào đúng cái nào sai thì chúng ta không thể nào mà xác định được. Nhưng mà đa số mọi người đó thì cho rằng đó là cái thời của Đức Thế Tôn đó, là ngay cả cái văn bản nó còn chưa có, là văn bản kinh còn chưa có, thì huống hồ gì đó là hình ảnh của Đức Phật mà được người ta tạc, người ta khắc họa lên đó, thì hầu như là cái giả thuyết này nó không có. Mà chúng ta không biết được rằng đó là cái nào đúng cái nào sai. Dạ. Thôi cái nào mình cũng tiếp nhận hết. Dạ. À, quán hình của Như Lai mắt không hề rời, trong khi mắt không rời niệm tưởng công đức của Như Lai. Thì cái này á, Hoàng Hiếu sẽ nói cho đại chúng rồi, chắc là hôm nay sẽ nói không kịp, thì tuần sau sẽ giải thích là tại sao cái pháp môn mà niệm Phật mà theo tư tưởng của Tịnh Độ Tông nó hình thành, và cái cách niệm Phật đó nó bắt nguồn từ đâu và nó như thế nào. Thì hôm nay là chúng ta sẽ không có nói kịp, hy vọng là tuần sau chúng ta sẽ nói cái điều này, để cho tránh cái trường hợp là quý vị khi mà giải thích cái điều này đó, là có một số người mà ta tu tập theo Tịnh Độ Tông đó, ta sẽ thắc mắc là ủa sao mà cái cách niệm Phật này nó không giống gì với là Tịnh Độ Tông cả, vậy rồi cái nó có sai với lại cái lời của Đức Phật hay không, rồi cái cách niệm của Tịnh Độ Tông đó nó có đúng với lại cái lời Đức Phật hay không, thì giữa hai cái cách này đó là cái cách nào đúng cái cách nào sai, thì cái tuần sau Hoàng Hiếp sẽ nói cái điều này ha. Dạ. Theo cái truyền thống của Phật giáo Nam truyền đó, và ngay cả như cái thời của Đức Phật đó, thì niệm Phật nó không có giống như là chúng ta bây giờ, tức là không có niệm mà Nam Mô A Di Đà Phật, trì danh niệm Phật giống như bây giờ. Mà cái cách niệm Phật của cái thời đó đó là cái vị khi mà nhận lãnh cái giới Bát Quan Trai, hoặc là những cái vị tỳ kheo mới đó, khi mà tu tập cái pháp môn niệm Phật này đó, thì giống như là Đức Phật ngài hướng dẫn đó, là lúc đó phải chánh niệm tỉnh giác và niệm tưởng đến cái công đức của Như Lai. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái điều này trước, rồi tuần sau sẽ giải thích là vì sao cái pháp môn niệm Phật nó phát triển từ đâu, rồi cái điều đó nó có chống trái gì với là cái pháp môn này hay không. Dạ. Chứ để đôi khi mình không nói đâu, quý vị ở dưới đó cứ thắc mắc ở trong đầu hoài mà không dám hỏi. Đối với lại cái truyền thống của Phật giáo Nam truyền đó, thì và ngay cả cái thời của Đức Phật đó, là về khi mà nhận lãnh cái phương pháp mà tu tập pháp môn niệm Phật này đó, là niệm cái công đức của Đức Phật mà được thể hiện qua là thập hiệu Như Lai. Quý vị có nhớ cái chỗ này không? Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái ý nghĩa một của cái này, rồi sau đó tuần sau thì Hoàng Hiếu sẽ giải thích cái là vì sao là cái phương pháp niệm Phật, nó trì danh niệm Phật nó ra đời,
rồi nó khác với lại cái phương pháp này. Dạ, thì tuần sau Hoàng Hiếu sẽ giải thích. Đầu tiên đó là chúng ta hiểu cái nghĩa của chữ Như Lai là gì. Hồi đó giờ đó thì chúng ta hiểu nghe chữ Như Lai đó thì là chúng ta hay định nghĩa là vô sở tùng la diệt, vô sở khứ cố danh Như Lai. Vì có nghe chữ này không? Mình nghe hoài cái này phải không à? Rồi như có nghĩa là như như bất động. Mình cứ nghe cái kiểu này. Dạ, bây giờ mình sẽ định nghĩa ha. À, Như Lai có nghĩa rằng á, thứ nhất á, là người đã đến giống như là những cái vị Phật khác. Mà cái chữ Lai ở trong chữ Hán đó cũng có nghĩa là, có nghĩa là đến. Dạ. Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Đức Phật Gotama hiện tại đó, thì đã trở thành một vị Phật cũng giống như là những cái vị Phật quá khứ. Tức là cái con đường mà Ngài đi từ cái việc mà từ một cái vị phàm phu mà trở thành một cái bậc thánh, một cái đấng giác ngộ đó, thì con đường đó cũng giống như là chư Phật quá khứ đã đi. Các vị có hiểu ý chỗ này không? Tức là Ngài cũng phải tu tập các hạnh lành, các hạnh ba la mật trong nhiều kiếp thì mới có thể đạt được, mới có thể làm được cái vị trí có thể chứng đắc chứng ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì con đường mà Ngài đến cuộc đời này trở thành một cái vị vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng giống như là chư Phật quá khứ, cho nên gọi là Như Lai. Là Như Lai có nghĩa là người đã đến giống như là các Phật khác. Thứ hai, Như Lai có nghĩa là người đã đi giống như là những chư Phật khác. Thế thì đó, cái chữ Như Lai này đó nó mang cả ý nghĩa là đến và đi. Tức là khi mà Đức Phật Ngài thành đạo, Ngài thuyết pháp, Ngài nhập diệt, thì cái con đường của Ngài đi đó, Ngài rời bỏ cái thế gian này đó, cũng giống như là chư Phật quá khứ đã làm. Tức là sau khi mà thành đạo xong, Ngài cũng không có nhập diệt, mà Ngài thuyết pháp, Ngài độ sanh, làm hết những cái người, độ hết tất cả những cái người mà có nhân duyên với Ngài, đến cái vị mà cuối cùng đó là ông Tu Bạc Đà La, thì Ngài nhập diệt cũng giống như là những cái vị Phật quá khứ khác, gọi là Như Lai. Cái thứ ba nghĩa là Như Lai có nghĩa là bậc đã biết rõ thực tại là bản chất một cách thấu suốt trên mọi phương diện của sáu căn và sáu trần. Hoàng Hiếu nói lại ha. Thứ ba, Như Lai có nghĩa là bậc đã biết rõ thực tại bản chất một cách thấu suốt trên mọi phương diện của sáu căn và sáu trần. Mình thấy cái chữ sáu căn và sáu trần này đó là nó là bao hàm cả tất cả mọi thứ ở trên thế gian này. Quý vị nhìn thấy trong cái cuộc đời này, trong cái thế gian này, những cái gì mà mình có thể nghĩ đến được, những cái gì mình có thể nghe được, những cái gì mà mình có thể thấy được, những cái gì mà mình có thể tưởng tượng được, nó đều là thuộc về sáu căn và sáu trần. Cái này thì bây giờ mà dùng thời gian để mà giải thích sáu căn sáu trần là như thế nào đó, thì nó tốn thời gian nhiều lắm. Thì sau này nếu như mà có cơ hội thì Hoàng Hiếu sẽ trình bày, hoặc là ở những cái lớp dưới thì quý vị đã học rồi. Dạ. Là bởi vì là Đức Phật là cái người mà đã hiểu rõ được cái bản chất của cuộc đời, cho nên rằng là Ngài biết được cái con đường đi. Cũng giống như khi nãy đó, một cái nhà khoa học mà sở dĩ vì sao người ta có thể đưa một cái vật nặng là tới mấy chục tấn mà có thể bay lên được cái bầu trời cao, là bởi vì cái người này hiểu được cái bản chất, cái nguyên lý mà có thể vận hành được những cái điều đó,
mà có thể khiến cho một cái vật rất là nặng có thể bay được trên cái trời cao. Thì Đức Phật Ngài cũng hiểu được cái bản chất của cuộc đời, bản chất của sanh tử, bản chất của khổ đau. Cho nên Đức Phật Ngài có cái đường hướng là có thể vượt thoát được cái khổ đau, cái đau khổ này. Cái thứ tư, Như Lai có nghĩa là người chỉ nói những cái sự thật, người mà lời nói luôn đúng với lại sự thật. Tức là Đức Phật của chúng ta đó, Ngài nói ra những cái điều mà cái điều đó nó chỉ luôn luôn là bản chất của cuộc đời, tức là nó là chân lý, nó là sự thật. Cho nên cái chữ Như Lai có nghĩa là chân lý là như thế. Tức là vì sao mà không sanh không diệt, là bởi vì đó là chân lý thì không bao giờ là sanh diệt. Con người nói ra chân lý đó thì có sanh có diệt, nhưng mà chân lý thì không bao giờ sanh diệt. Hoặc như ví dụ 2 cộng 2 là 4, cái người dạy toán đó là có sanh có diệt, phải không quý vị? Ông thầy dạy toán đó, ông gậy 2 cộng 2 là 4, ông chết rồi thì thôi. Nhưng mà cái chân lý 2 cộng 2 là 4 đó, sau khi ông mất rồi đó, cái điều đó nó vẫn đúng. Và không phải chỉ cái thời gian này, mà thời gian về sau nó vẫn đúng. Thế thì cái chữ Như Lai đó có nghĩa là người chỉ luôn luôn nói đến sự thật. Mà cái điều đó mà sau này mình tư duy đó là Như Lai có nghĩa là bất sanh bất diệt. Cái thứ năm, Như Lai nghĩa là người làm đúng như vậy. Tức là cái lời nói và cái hành động của Đức Phật á, nó tương hợp với nhau. Là Đức Phật Ngài nói sao thì Ngài làm vậy, mà Ngài làm sao thì Ngài nói vậy. Chứ không phải giống như chúng ta, mình đôi khi là mình nói quá, hoặc là mình đôi khi mình nói giảm. Còn Đức Phật á, là không, là Ngài thấy sao thì Ngài nói vậy, Ngài làm sao thì Ngài nói vậy. Tức là cái lời nói với lại cái việc làm của Đức Phật là nó tương hợp với nhau. Tức là người nói như thế nào thì làm như thế ấy, làm như thế nào nói như thế ấy. Đó chính là Như Lai. Thì khi mà nhận lãnh cái phương pháp mà niệm Phật vậy đó, thì cái người mà tu tập này đó sẽ tư duy theo cái phương cách này. Tức là đầu tiên đó là tư duy. Nói bây giờ với mình đó thì cái khả năng của mình không có đủ cái điều kiện để mà mình làm cái này. Đôi khi mình tư duy đó thì mình không có cái khả năng, ngay cả cái việc mà mình trì danh thôi đó, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật không á, là mình đã bị, mình bị những cái tạp niệm nó xen kẽ vào rồi. Huống hồ gì là mình tư duy theo cái kiểu này mà không có bị những cái vọng tưởng khác, những cái điều khác nó chen lấn vào cái này. Quý vị có hiểu không? Mà cái này là Đức Phật dạy là bởi vì đó, Hoàng Hiếu có nói rằng là những cái người mà tu tập theo sự hướng dẫn của Đức Phật đó, là đã tu với lại Đức Phật, có duyên với lại Đức Phật là bao đời rồi. Cho nên rằng đó, là với cái điều này đó, mà cái này là Đức Phật dạy cho những người sơ cơ nha, mà đã làm theo cái chiều hướng này. Tức là nội cái vấn đề mà tư duy về Đức Phật, là niệm Đức Phật á, là tư duy là Như Lai là như thế nào, là Như Lai sẽ gồm những cái điều mà hồi nãy giờ chúng ta trình bày như thế, mà không có cái sự mà loạn tưởng nào nó xen kẽ vào trong cái dòng mà tư duy này cả. Mà ngay cả bây giờ đó, mình làm cái điều này nó khó vô cùng. Thế nên rằng á, ở trong cái truyền thống của Nam truyền đó, người ta gọi niệm Phật là gọi niệm ân đức Phật. À, mình có nhớ có việc có nghe cái điều này không? Dạ. Còn đối với lại Bắc truyền của chúng ta đó, thì mình quen với là cái truyền thống là niệm Phật đó là trì danh niệm Phật. À, mình cứ niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì là cái này là do gì? Do cái căn cơ. Dạ, bây giờ rồi cái việc mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật không á, chỉ có một cái ngắn đó thôi, mà mình niệm còn bị loạn tưởng, mà còn bị những cái tạp niệm nó xen kẽ vào, thì huống hồ gì mà mình tư duy mình niệm theo cái kiểu này.
Rồi cái thứ đó là cái chữ là Như Lai, có nghĩa là chung. Hệ ai mà có được 10 cái đức tính sau này đều gọi là Như Lai. Thì cái đức tính đầu tiên đó là ứng cúng. Sở dĩ dùng cái chữ ứng cúng mà không dùng cái chữ A-la-hán đó là bởi vì cái này á, là theo cái nhìn nhận của Bắc truyền. Chứ còn mà đối với lại Nam truyền đó thì người ta không có niệm cái chữ ứng cúng mà người ta niệm cái chữ A-la-hán, phải không ạ? Chữ A-la-hán có nghĩa là A-la-hán, mà cái chữ ứng cúng là chỉ một trong ba nghĩa của A-la-hán mà thôi. Sở dĩ mà vì sao mà ở trong Bắc truyền đó thì gọi là chữ ứng cúng mà thay vì chữ A-la-hán đó, là bởi vì cái nhìn nhận của Phật giáo Nam truyền đó thì cho rằng Đức Phật cũng là một vị A-la-hán. Đức Phật cũng là một vị A-la-hán, nhưng mà với cái nhìn nhận của Phật giáo Bắc truyền đó thì Đức Phật trên cả A-la-hán một bậc nữa. Dạ. Tức là về mặt trí tuệ, về mặt khả năng, về cái tâm giải thoát á, là cái chữ Đức Phật á cao hơn A-la-hán một bậc. Nhưng mà với cái nhìn nhận của Phật giáo Nam truyền đó thì Đức Phật là về cái trí tuệ đó thì hơn A-la-hán, nhưng mà cái tâm giải thoát đó là ngang bằng với lại A-la-hán, cho nên người ta gọi Đức Phật là A-la-hán. Do đó rằng là khi mà Phật giáo Bắc truyền của chúng ta đó, thì khi nói về thập hiệu Như Lai đó thì nói chữ ứng cúng không à, không có nói cái chữ A-la-hán. Mà trong khi cái chữ ứng cúng là chỉ là một trong ba nghĩa của A-la-hán, thì chúng ta tìm hiểu cái nghĩa chữ A-la-hán ha, để cho chúng ta biết được là tổng thể của theo cái nhìn nhận của Phật giáo Nam truyền, người ta niệm Phật nó sẽ như thế nào. A-la-hán tức là Đức Phật là bậc đã xa lìa và đoạn tuyệt mọi cái phiền não. Cái chữ này là cái chữ là định nghĩa một trong ba cái nghĩa của A-la-hán là gì? Là sát tập, phải không quý vị? Thì cái này chính là cái nghĩa của chữ sự sát tập. Tức là Đức Phật là cái vị mà đã xa lìa và đoạn tuyệt được cái kẻ thù là phiền não. Tức là trong cái tâm giải thoát của Đức Phật đó là không còn bất cứ một chút phiền não nào ở trong tâm của Ngài cả. Cái thứ hai, A-la-hán tức là Đức Phật là bậc đã phá hủy cái vòng luân hồi trong ba giới và bốn loài. Cái này cái nghĩa nó tương đương với nghĩa chữ chữ vô sanh. Tức là Đức Phật là bậc đã phá hủy vòng luân hồi trong ba giới bốn loài. Cái này Hoàng Hiếu nói là không phải là do Hoàng Hiếu nghĩ ra nha quý vị. Cái này là nằm trong cái cuốn mà Thanh Tịnh Đạo Luận đó của Ngài Buddha Gosa, Ngài viết và Ngài giải thích. Tức là Ngài giải thích cái phương pháp mà niệm Phật nó như thế nào. Yeah, chứ không phải cái này do Hoàng Hiếu nghĩ ra nha. Thì cái chữ này đó, cái nghĩa thứ hai này đó là nó tương đương với cái chữ là nghĩa vô sanh. Là bởi vì là Đức Phật là cái vị đã chấm dứt cái vòng sanh tử luân hồi, ra khỏi tam giới. Cho nên khi mà mình niệm ân đức của Đức Phật á, mình niệm tới cái vấn đề là A-la-hán hoặc là ứng cúng đó, là mình nghĩ đến, mình tư duy đến Đức Phật là cái bậc mà đã xa lìa phiền não. Trong tâm thức của Ngài, dù rằng là một chút tí ti phiền não nhỏ đó cũng không còn ở trong tâm thức của Ngài. Đức Phật là cái vị mà đã phá hủy được cái vòng xích, vòng quay của luân hồi sanh tử. Ngài đã vượt thoát được cái vòng quay đó. Cái thứ ba là Đức Phật là bậc xứng đáng thọ nhận lễ bái cúng dường. Tức là
nghĩa của chữ ứng cúng. Tức là một cái bậc mà xứng đáng để cho trời người cúng dường. Mà một trong những cái điều mà có được cái phước báo hiền tiền đó là cúng dường cho một vị A-la-hán. Là khi mà ví dụ như mình gieo trồng một cái thiện nghiệp đó, đối với một cái đối tượng khác đó, thì mình phải chờ cái thời gian nó mới trổ quả. Nhưng mà cúng dường cho một vị A-la-hán đó là cái thời gian trổ quả đó nó rất là nhanh, ở trong ngay trong cái hiện đời này đã có được cái kết quả của cái việc là cúng dường cho một vị A-la-hán. Cái này nó rất là khác. Ví dụ như là quý vị cúng dường cho những cái vị mà phàm tăng, những cái vị mà tu tập bình thường đó, thì kết quả của cái việc mà mình cúng dường đó có thể đằng á, là nó phải đợi cho đến là thời gian của đời sau hoặc là đời sau nữa thì mới có thể nhận được cái phước báo của cái việc cúng dường đó. Còn riêng của cái việc mà mình cúng dường cho cái vật mà đại phước đại trí là một bậc A-la-hán đó, thì mình có thể nhận được cái phước cúng dường đó ngay trong cái hiện đời này. Đó là một cái điều mà khác biệt. Một cái thứ tư đó là Đức Phật là bậc không bao giờ làm điều ác ở nơi kín đáo. Đức Phật là bậc không bao giờ làm điều ác ở nơi kín đáo. Mà quý vị biết là vì sao mà có cái điều này không? Bởi vì đó, cái phiền não nó có ba tính chất. Hôm trước Hoàng Hiếu có dạy ở trong cái chia sẻ trong cái lớp mà kinh Phật thuyết A Di Đà đó, thì phiền não của chúng ta là có ba cái tính chất. Thứ nhất á, là phát tác, tức là nó có biểu hiện ở bên ngoài, mình thấy được thì gọi đó là phát tác. Ví dụ như là bây giờ mình nói về cái phiền não là sân hận đi, thì bây giờ cái người mà cái phát tác là biểu hiện ra bên ngoài đó là mặt đỏ, là nói năng nó không có lưu loát, là lời nói ngập nga ngập ngừng, hoặc là nói những cái lời mà khó nghe, thì mình thấy nhìn vô cái là mình biết ra liền, thì đó là phát tác. Cái thứ hai là nội kết, tức là những cái mà ở trong tâm của chúng ta mà có hai đối tượng có thể biết được, là cái người chủ thể, tức là bản thân, ví dụ như là Hoàng Hiếu, là Hoàng Hiếu biết được là trong tâm Hoàng Hiếu đang có cái gì, là có tâm sân, tâm tham hay tâm si, có sự ganh ghét người này hay người kia. Và thứ hai nữa đó là cái người có tha tâm tâm có thể biết được là trong tâm của cái người đó đang có cái gì. Nhưng mà quý vị ở đây thì không có thể nào mà biết được, chỉ có cái người là có tha tâm tâm hoặc là chủ thể đó thì biết được cái điều này. Cái thứ ba nữa là tiềm tàng, tức là tính chất của phiền não là tiềm tàng, tức là ngay cái giây phút đó đó là mình không có thấy, ở trong tâm của mình nó không có, nhưng mà đến cái đủ cái thời gian, có đủ cái điều kiện đó, thì cái phiền não đó nó trỗi dậy, nó biểu hiện lên. Ví dụ như có những cái giây phút mà mình không có tham, mình không có tham danh, không có tham lợi, mình không có ganh ghét người này, mình không có đố kỵ người kia, nhưng mà đó nó vẫn, cái hạt giống đó, cái tâm thức đó nó vẫn còn tiềm tàng ở trong cái tâm thức của mình, mà gọi duy thức gọi là tàng thức, tức là ở trong cái kho tâm của mình đó, cái hạt giống đó nó vẫn còn. Hiện tại bây giờ đó thì nó bị những cái hạt giống khác nó đè lên thôi, nhưng mà khi mà đầy đủ điều kiện đó đó thì cái hạt giống đó nó sẽ nảy nở, nó sẽ biểu hiện. Thế thì đó, một ngay Đức Phật đó là cái vị mà ngay cả cái hạt giống mà tiềm tàng đó nó cũng không còn nữa. Cho nên rằng là dù rằng là ở nơi kín đáo, là cái nơi mà không có ai biết, không có ai thấy, không có ai nghe, không có ai nhìn đó, Đức Phật cũng không bao giờ làm cái điều bất thiện. Còn chúng ta ở đây đó, đôi khi mình làm á, mình bố thí đó, thì mình mong muốn là ai đấy cũng phải là thấy được cái việc là mình bố thí, bỏ vô tiền vô cái thùng công đức, là trong chờ sao mà cho cái ai đó nhìn thấy được là mình bỏ cái bì dày dày, thấy được cái việc mình bỏ tiền đó. Còn khi mà mình phạm lỗi đó thì mình cố gắng mình che giấu, mình mong cho cái việc là mình phạm lỗi là đừng ai thấy cái việc mà mình bị phạm lỗi cả. Còn cái Đức Phật á, là Ngài ngay nơi kín đáo, nơi mà không có ai thấy, không ai nghe, không ai nhìn, Ngài cũng không có làm những cái điều bất thiện.
Thế thì khi mà mình niệm cái ân đức đó là A-la-hán, tức là cái ân đức A-la-hán hoặc là ân đức ứng cúng đó, thì mình tư duy đến bốn cái điều này. Cái ân đức thứ hai đó là chánh biến tri. Thì chánh biến tri có nghĩa là tương đương với chữ là chánh đặng chánh giác. Hồi đó giờ mình cứ nghe chánh đặng chánh giác nhưng mình đâu có biết là chánh đặng chánh giác là gì, phải không ạ? À? À, chánh đặng chánh giác đó là một cái vị mà biết được mọi sự vật, mọi cái bản chất của cuộc đời này, mà cái sự biết này đó là do chính ngài đạt được chứ không phải là do một cái người nào đó có thể hướng dẫn được ngài đạt được cái điều này. Tức là mọi việc ở trên thế gian này đó là ngài biết được hết tất cả cái bản chất là trong sanh tử, trong khổ đau, trong luân hồi như thế nào đó là ngài biết được hết. Mà cái trí tuệ này nè, cái việc mà ngài biết được như vậy đó là do chính cái con người của ngài khám phá ra chứ không phải là do một cái người nào khác mà có thể truyền dạy cho ngài. Cho nên mình mới có cái chữ là vô thượng sư là như thế. Mà bây giờ có nhiều người thường nhận vô thượng sư lắm. Quý vị có nghe không? Dạ, nhiều người lắm. Bây giờ nhiều người nhận là vô thượng sư lắm. Nhưng mà tại vì người ta không có hiểu rằng là cái chữ vô thượng sư ở trong đạo Phật nó là như thế nào. Tức là trí tuệ này là trí tuệ vượt thoát sanh tử luân hồi, mà do chính Đức Phật là cái người mà khám phá ấy ra, chứ không phải do một cái người nào mà dạy ngay cả. Ngay cả như là tại sao mình thấy rằng cái con đường mà xuất gia tu học của Đức Phật đó, ngài vẫn học với lại hai cái vị thầy là Kalama và cái vị thầy là Uất Đầu Lâm Phất, phải không ạ? Nhưng mà tại sao Đức Phật lại thừa nhận, ngài tự nhận rằng là ngài là vô thượng sư? Là bởi vì cái con đường mà đưa đến giải thoát giác ngộ đó là cái con đường đó là vượt thoát cả cái trí tuệ của hai cái vị thầy kia hướng dẫn. Đó là cái con đường mà do chính ngài khám phá ra, cho nên mới gọi là vô thượng sư, chứ không phải là ngài phủ nhận cái giá trị mà hướng dẫn của hai cái vị thầy cũ của mình, những cái vị mà đạo sư lúc đó. Đức Phật ngài không có phủ nhận cái điều này. Nhưng mà cái chỗ này nó muốn nói tới rằng á, là chính cái con đường này là do Đức Phật ngài khám phá ra. Sẵn chỗ này thì nói luôn cái chỗ phân biệt một chút. Tức là chúng ta hay nghe là Đức Phật, là chúng ta hay nghe là Phật Độc Giác, chúng ta hay nghe là Phật Bích Chi, chúng ta hay nghe là Duyên Giác Phật, phải không ạ? Rồi chúng ta nghe là A-la-hán. Thế thì cái sự phân biệt giữa Đức Phật Toàn Giác, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc là những cái vật mà chánh đặng chánh giác đó, nó khác với lại những cái vị này như thế nào? Thì hôm nay Hoàng Hiếp sẽ giải thích chỗ này cho quý vị hiểu chỗ này ha. Chứ đôi khi mình nghe nói là Phật Độc Giác, rồi mình nói ủa chứ Phật Độc Giác khác với lại Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta chỗ nào? Rồi Phật Duyên Giác, rồi Phật Bích Chi Phật. Độc giác, duyên giác và Bích Chi Phật là một. Dạ. Nhưng mà nó khác với lại Phật Toàn Giác là chỗ nào? Rồi A-la-hán khác với lại Đức Phật là như thế nào? Dạ. Cái chỗ này đó là cái chữ mà chánh biến tri đó, thì cái trong ngôn ngữ của tiếng Việt của chúng ta nó không có thể hiện được cái ân đức mà hồi nãy chúng ta nói tới. Tức là cái ân đức, cái trí tuệ mà vượt bậc biết được tất cả mọi điều ở trên thế gian này do chính ngài tạo ra đó, do chính ngài khám phá ra đó, là cái chữ chánh biến tri này quý vị sẽ thấy rằng nó không có lột tả được cái nghĩa đó. Phải vậy quý vị có phải không ạ? Chữ chánh là chân chánh, biến là cùng khắp, tri là trí tuệ, tức là cái trí tuệ này biết được tất cả mọi điều trong thế gian, nhưng mà nó không có biểu hiện được cái nghĩa là cái trí tuệ đó do ngài ngài nhận ra, ngài tự khai phá ra. Cái chữ chánh biến tri này nó không muốn lột tả được cái nghĩa trong cái từ Pali là nói về cái chữ bậc là chánh đặng chánh giác, nó là Samma Sambuddha. Thì Đức Phật chánh đặng chánh giác, tức là Đức Phật Toàn Giác đó,
là Ngài có một cái đặc điểm là trên Ngài là không có ai. Phải mà cái con đường mà Ngài chứng đạt vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái con đường mà trí tuệ đó là do Ngài Ngài khám phá ra. Mà dưới Ngài đó là có hạng đệ tử, những cái người mà tu tập làm theo cái con đường mà Đức Phật chánh đẳng chánh giác đã dạy. Còn Đức Phật độc giác hoặc là duyên giác hoặc là bích chi Phật đó, thì cái vị này đó là cũng giống với lại Đức Phật toàn giác hoặc là Đức Phật chánh đẳng chánh giác, ở một điểm là trên Ngài nó cũng không có ai. Tức là con đường mà Ngài tu chứng, Ngài đạt được cái tâm giải thoát đó cũng là do bản thân Ngài nhận ra, nhưng mà ở dưới Ngài đó là cũng có đồ chúng. Tức là cái vị này khi mà chứng đắc cái niết bàn đó là vị này nhập ngay vô dư niết bàn, mà không có độ đệ tử, không có người kế thừa. Mà để làm được một cái vị mà Đức Phật toàn giác đó, thì cái vị này phải tu tập 4 đại A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Mà quý vị biết cái chữ đại kiếp này là nói về cái kiếp nào không? Dạ đúng rồi, tức là cái tuổi thọ của cái trái đất, lấy cái trái đất làm cái tuổi thọ, mình mới thấy là cái thời gian nó khủng khiếp dường nào. Tức là lấy cái trái đất làm cái biểu tượng để mà tính, từ khi mà trái đất nó hình thành cho đến cái thời nó trải qua cái thời gian là sanh trụ dị diệt, đến khi mà cái trái đất nó tan hoại theo cái định luật của vô thường đó, thì cái trái đất đó mới là một kiếp. Mà Đức Phật á, trải qua là 4 đại A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp, thì á, cái chữ A Tăng kỳ kiếp này á, là bằng 1 mũ 140, tức là một mà có 140 con số 0 ở phía sau đó. Thì quý vị sẽ thấy rằng là cái một mà có 140 cái con số 0 ở phía sau, mà cái thời gian tuổi thọ của trái đất này, rồi cộng với là 100.000 cái tuổi thọ của trái đất nữa, một cái vị này mới huân tập, mới có được cái khả năng trở thành một cái vị vô thường chánh đẳng chánh giác. Là bởi vì sao mà khoảng thời gian phải lâu xa như vậy, trong khi một vị mà Phật độc giác đó thì khoảng thời gian đó là chỉ có 2 A Tăng kỳ kiếp thôi. Là bởi vì cái vị mà vô thượng chánh đẳng chánh giác này đó là phải là có cái nguyện là độ tận độ những cái người mà có duyên với mình. Mà để mà đạt được, làm được cái công việc này đó, thì phải sao à, phải huân tập, phải tu tập, phải rèn luyện, biết được nhiều cái khả năng ở trong cuộc sống này. Không phải chỉ có cái con đường đưa đến giác ngộ giải thoát, mà ngay cả những cái vấn đề mà sinh hoạt trong xã hội đó, cái vị này cũng biết cả những cái khả năng đó. Quý vị có thấy rõ ràng ở trong kinh Phật của chúng ta đó, Đức Phật đâu phải chỉ nói những cái bài mà hướng dẫn con người, những cái đệ tử của mình đến con đường niết bàn và giải thoát không đâu. Đức Phật còn dạy là pháp làm vua, Đức Phật còn dạy là những cái pháp mà làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm con ở trong gia đình. Quý vị có thấy không ạ? Là để làm được những cái điều này thì cái vị Phật này, cái vị này phải huân tập, phải tu tập nó cái thời gian nó lâu xa hơn. Bằng hiểu ví dụ như cũng là một cái người bác sĩ. Nhưng mà có người bác sĩ đó, người ta học 12 năm người ta ra trường, người ta ra người ta làm việc. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có một cái vị người ta cũng là bác sĩ. Nhưng mà thay vì là 12 năm là người ta ra trường, thì người ta muốn dành thêm mấy chục năm nữa để người ta tìm hiểu những cái mà râu ria, những cái kiến thức mà nó xung quanh của vấn đề y khoa. Bây giờ cũng là gặp một cái đối tượng đó, nhưng mà một cái người mà người ta dành nhiều cái thời gian nghiên cứu hơn đó, thì cái khả năng mà nắm bắt cái bệnh, nắm bắt tình hình của cái đối tượng này chắc chắn nó sẽ rõ hơn, nó sẽ cụ thể hơn, là nhìn vô là biết là bây giờ cái người này nè là người ta thuộc địa phương nào, người ta thuộc về văn hóa nào, người ta nói cái ngôn ngữ nào, bây giờ mình nên cho cái loại thuốc nào thì nó phù hợp. Còn cái người mà người ta ra bác sĩ trước đó đó, thì đôi khi người ta cũng dùng cái toa thuốc đó, nhưng mà đôi khi nó không có áp phê, phải không ạ? Tức là về kiến thức y khoa đó thì có thể là người ta đúng, nhưng mà đối với lại đặc trị của cái đối tượng đó đó thì không bằng một cái vị mà đã dành nhiều thời gian hơn. Thế thì một cái vị mà cái ví dụ nó không có tương xứng lắm, nhưng mà nó giúp cho chúng ta có thể dễ hiểu, đó là một cái vị Phật mà toàn giác đó khác với là cái vị Phật
Mà độc giác đó là cái vị Phật mà toàn giác, là phải dành nhiều cái thời gian tu tập các hành ba la mật nhiều hơn, để mà có được cái khả năng là gặp cái đối tượng đó, là biết được cái đối tượng đó là nên dùng cái pháp nào để mà độ. Còn cái riêng mà cái vị và Phật đồng giác đó, thì chỉ cần biết được cái con đường làm sao cho tâm của mình giải thoát giác ngộ mà thôi. Ngang đó là ngưng, không cần phải là tìm hiểu, phải là tu tập để mà chứng đắc, để mà có được cái khả năng là gặp được cái đối tượng nào, bất cứ đối tượng nào mình cũng có cái phương pháp để mà giúp hóa giải cho cái đối tượng đó. Thế thì đó là Đức Phật toàn giác nó khác là Đức Phật độc giác ở chỗ này. Quý vị có hiểu chỗ này chưa? Đức Phật toàn giác là 4 đại A Tăng Kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Thì cái khoảng thời gian này thì thôi mình khỏi có thể mà mường tượng được ha. Cho nên mình mới gọi rằng là Đức Phật tu tập là vô lượng kiếp là như thế. Một A Tăng Kỳ kiếp tức là một mà có 140 con số không mà ở phía sau. Mà nội cái mà một kiếp đó là tính bằng cái kiếp của thời gian, cái tuổi thọ của trái đất, chứ không phải là thời gian của kiếp người nữa. Cho nên mới gọi là đại kiếp. Thế thì mình không biết được rằng là cái khoảng thời gian này nó lâu xa vô cùng tận. Còn một cái vị A-la-hán đó nó khác, tức là tâm giải thoát của các ngài nó cũng giống như là theo nhìn nhận của Nam Truyền thì cũng giống như là một cái vị Phật độc giác, cũng giống như là một cái vị Phật toàn giác. Nhưng mà cái khác biệt rằng là cái vị này phải học theo, tức là một người đã có một người khám phá ra con đường rồi, mình là cái người mà đi theo cái con đường đó để đạt đến cái đích đó. Quý vị có hiểu cái ý chỗ này không? Thành ra nói cái sự khác biệt là như thế. Tức là sở dĩ vì sao mà Phật độc giác còn hơn cả một vị A-la-hán, hay là gọi là hơn cả một vị Thanh Văn, là bởi vì cái Phật độc giác là cái vị này, cái con đường mà ngài đi đó là do tự ngài khám phá ra, ngài tự ngộ ra. Còn cái vị mà A-la-hán, một vị Thanh Văn đó, là phải do một cái người Phật toàn giác hướng dẫn thì mới có thể làm được. Đó, cái khái niệm chỗ này nó khác như thế, để cho chúng ta khi mà mình đọc kinh đó, mình thấy những cái khái niệm này đó, thì mình biết được ha. Tức là cái chữ độc giác, chữ duyên giác hay là bích chi Phật là ba cái là giống nhau. Rồi hôm nay chúng ta ngừng tại đây ha. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục. Hoàng Hiếu nói rằng đó, tức là cái số lượng nó là vô lượng, tức là với cái trí tuệ của mình không thể nào mà có thể nghĩ được. Cho nên rằng là bây giờ mà nói rằng là 4 đại A Tăng Kỳ kiếp hay là 3 đại A Tăng Kỳ kiếp, tức là theo cái nhìn nhận của sau này thôi, chứ còn tức là quy định có một khoảng thời gian nó rất là dài mà mình không có thể nào mà có thể nghĩ đến được. Mà mình dùng cái tuổi thọ là tuổi thọ của trái đất để mà tính, chứ không phải là tính tuổi thọ của kiếp người hay của năm hay của tháng. Dạ. Hai đại A Tăng Kỳ kiếp. Dạ. Mà cái này là cái Hoàng Hiếu nghĩ rằng nó là một cái khoảng thời gian để cho chúng ta có thể mường tượng, để có thể là so sánh được là cái chặng đường mà của một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác nó khác xa với là một cái vị Phật mà độc giác nó như thế nào. Chứ còn mà để mà biết thật sự nó chính xác như thế hay không á thì chắc là không có thể nào mà khẳng định được. Dạ. Dạ rồi, để chúng ta nghỉ ha. Dạ dạ. Kính đại tỉnh đại chúng chắp tay niệm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.